con đẩy của hãng Q4, một dòng đẩy công suất lớn để dùng trong gia đình, sử dụng 3 kênh các bác nhá. 3 kênh này các bác có thể dùng được 2 cặp loa 25 và một kênh thì các bác có thể đánh súp 40, 30 thậm chí 50 các bác nhá. Còn lại một kênh. Đây đấy, là ba kênh các bác nhá. Và bộ sản phẩm của các bác đến từ Quế Võ Bắc Linh là một bộ mic DB nữa các bác nhá. Cặp loa này là cặp loa VPK, dòng loa rất hay. Dòng loa này em cũng giới thiệu cho ba anh em rồi. Cặp loa này giá thị trường tầm hơn 7 triệu, em bán chiên các bác là hơn 6 triệu đồng thôi, 6,5 triệu đồng. Tiếng rất hay các bác nhá. Cặp loa chất lượng cao, nọ full. Và bộ sản phẩm này của bác khách cũng chỉ rơi vào đâu đó khoảng mười mấy triệu thôi em, chưa cộng. Cảm ơn các bác đến từ Quế Võ Bắc Linh. Các bác đến với em là khoảng 40 cây. Đấy, 40 cây số. 50 cây. 50 cây ạ. Vâng, cảm ơn hai bác khách. Đấy, hôm nay đấy nhá, có một bác khách đã đến mua một bộ nữa, nhưng mà chắc là bác có việc bận, vì em rất vui được hai bác theo dõi kênh của em rất nhiều năm rồi. Theo dõi em rất nhiều năm và các bác rất hiểu về những sản phẩm bên em tư vấn như thế nào. Các bác đến là chẳng qua là các bác muốn đến tham quan cửa hàng trung tâm thôi, chứ thực sự là các bác cảm ơn các bác nha. Chứ là thăm chủ đẹp trai thôi. Cảm ơn bác rất nhiều. Bác này rất là vui tính. Các bác thấy không ạ? Em sẽ mở tiếp đoạn nhạc để bác thưởng thức. Đây, bác mang con vang của bác đến này, em thử rất là ok các bác nhá. Bác tăng lên một chút cho các bác nghe. Đấy. Đây là bác thích nghe chép, bác tăng cái giải dép này đó. Thích tăng bát. Cái vang này rất dễ dùng quá. Ở nhà bác đang có một cặp loa lầm nữa, sau bác ghép thêm vào. Các bạn đến từ Quế Võ Bắc Linh, các bạn yêu cầu hãy liên hệ với em theo số máy quen thuộc.